Thưa quý vị và các bạn, trên lĩnh vực giao thông đường bộ, nhằm giảm thiểu những xe không đạt chất lượng nhưng vẫn lưu thông trên các tuyến đường, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông. Thời gian qua, trạm đăng kiểm xe cơ giới chi nhánh thành phố Bảo Lộc thuộc Sở Giao thông Vận tải Lâm Đồng đã siết chặt công tác đăng kiểm phương tiện xe cơ giới ở khu vực các huyện phía Nam và các tỉnh lân cận. Qua đó, cùng với ngành chức năng địa phương, kiểm soát tốt lượng xe có tải trọng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Thực hiện chỉ thị 08 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng đăng kiểm xe cơ giới đường bộ, trạm đăng kiểm xe cơ giới chi nhánh thành phố Bảo Lộc đã siết chặt quy trình, kiểm tra nghiêm ngặt các công đoạn của công tác đăng kiểm thông qua các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động như hiện đại hóa trang thiết bị kiểm định, giám sát chặt chẽ hoạt động hàng ngày của đơn vị. Cứ một đăng kiểm viên làm nhiệm vụ giám sát toàn bộ quá trình kiểm định, trên dây chuyền kiểm định hạn chế tối đa các phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn về an toàn kỹ thuật, đồng thời nâng cao ý thức của các chủ sở hữu phương tiện trong việc bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện. Tôi là chủ xe cho nên khi ra đường thì tôi cũng muốn là tham gia giao thông thì cũng muốn chấp hành đúng cái quy định về an toàn giao thông trên đường bộ, chở đúng trọng tải với không cơi nới thùng xe đúng với quy định đăng kiểm của nhà nước. Được nhắc nhở xe là phải đầy đủ đèn ảnh cũng như là gần gầm xe là phải đủ an toàn, búa thoát hiểm cũng như là kính kiếc đầy đủ hết, không có bị thiếu cái gì. Trước khi đi đăng kiểm thì tôi đã đi bảo trì xe để vô đăng kiểm xe, vô trong đội đăng kiểm xe Bảo Lộc. Từ đầu năm 2015 đến nay, trạm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Lâm Đồng chi nhánh Bảo Lộc đã tiến hành kiểm định 100 lượt các phương tiện. Qua công tác kiểm định cho thấy, số lượt không đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường gần 700 lượt. Phương tiện không đạt ngay lần kiểm định lần thứ nhất tại trạm Bảo Lộc chiếm 32%, gồm không đủ điều kiện các công đoạn hệ thống phanh, lái, hệ thống điện, đèn, hệ thống treo, khí xả và bánh xe. Qua đó, đơn vị kiểm tra chặt chẽ, đối chiếu với hồ sơ kỹ thuật ban đầu, từ chối kiểm định và yêu cầu chủ phương tiện phải tháo gỡ, cắt bỏ phần cơi nới thùng hàng. Tránh tình trạng sau khi kiểm định xong, chủ phương tiện tự lắp ráp cơi nới thùng hàng để chở quá tải. Chúng tôi đã tổ chức và tuyên truyền cho lái xe trước hết là phải tự quản lý cái tính năng kỹ thuật xe của mình. Đối với lái xe, đối với lại trách nhiệm của anh em thì chúng tôi cũng phải yêu cầu là nâng cao cái vai trò trách nhiệm của đăng kiểm viên của mỗi một công đoạn để đảm bảo khi xe ra tham gia giao thông thì phải đảm bảo những cái yếu tố về mặt kỹ thuật. Theo lãnh đạo trạm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Lâm Đồng chi nhánh Bảo Lộc, đơn vị đã chỉ đạo các cán bộ thực hiện trực tiếp công tác đăng kiểm, cần kiểm tra đầy đủ, kỹ càng các thông tin kỹ thuật. Đối với xe khách phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, số ghế ngồi phải đảm bảo đúng theo nguyên bản của nhà sản xuất. Và khi đăng kiểm, nếu phát hiện sai phạm về kích cỡ, tải trọng thùng xe thì phải yêu cầu lái xe tháo dỡ và quay lại đăng kiểm sau khi đã thực hiện việc khắc phục, sửa chữa những sai sót. Thực hiện nghiêm đầy đủ các nội dung, các hạng mục kiểm tra, không bỏ sót tiêu chuẩn, kiểm tra gắt gao và làm đúng cái quy trình quy chuẩn của ngành đề ra. Đồng thời chúng tôi cũng là tuyên truyền cho chủ phương tiện là đừng có tự ý mà cơi ra ngoài đường, là tự ý cơi nới không chở hàng để mục đích là chở tải vượt quá tải trọng quy định sẽ gây mất an toàn. Việc siết chặt kiểm định xe cơ giới đường bộ là việc làm rất cần thiết. Nó không chỉ góp phần nâng cao ý thức của chủ xe, lái xe trong việc bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện của mình mà còn ý thức hơn trong việc chấp hành đầy đủ các quy định về đảm bảo an toàn kỹ thuật xe, bảo vệ môi trường. Khi chất lượng kiểm định phương tiện xe cơ giới đường bộ được nâng lên, sẽ góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an toàn giao thông và giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh hiện nay.